Chuyên môn của bạn là gì? À, em là kiểm tra viên thuế ạ. Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ, hiện tại thuế đang nợ em. Thuế nợ em? Dạ. Là chưa hoàn thuế đúng không? Dạ, chưa hoàn thuế cho anh. Dạ, em là Tô Quang Đào, quê ở Nghệ An. Năm nay em 33 tuổi, anh Quyền Linh. Làm nghề gì? Dạ, em hiện đang làm bộ phận sale của công ty thủy sản Thăng Long ạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, em là Nguyễn Thị Nguyệt, em năm nay 30 tuổi. À, hiện em đang công tác tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan tổng quản. Mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ. Ví dụ? Ví dụ như đầu tiên là em hát được. À. Em có thể nấu ăn, làm tóc, massage. Như massage mặt và massage body cho nữ. À, làm cho người khác hả? Đúng rồi ạ. Ừ. Em cũng làm được massage mặt được cho mình. Có nghĩa là hiện nay công việc cụ thể của bạn là làm chính ở Cục Thuế? Dạ, đó cơ quan tổng quản thôi anh ạ. Như bạn, cái chuyên môn của bạn là gì? À, em là kiểm tra viên thuế ạ. Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ, hiện tại thuế đang nợ em. Thuế nợ em? Dạ. Là chưa hoàn thuế đúng không? Dạ, chưa hoàn thuế cho anh. Sẵn đây đòi luôn. Em đòi luôn, hôm nay đòi luôn. Hỏi cái thủ tục hoàn thuế sao? Dạ. Em ơi, bây giờ thu thuế doanh nghiệp về thuế gia đình nhà mình thuế thu làm sao em? Giống như tuyên ngôn của ngành thuế của tụi em đó là thu được thuế và thu được lòng dân luôn ạ. Thu được nên, thuế, thu lòng dân. Dạ, nên là nếu cả thuế gia đình thì em cũng muốn thu được cả hai thứ đấy. Tức là thu trên tinh thần tự nguyện. Ủa Nguyệt là quê đâu Nguyệt? À, em quê ở Thanh Hóa anh Linh. Thanh Hóa với Nghệ An cũng gần. Dạ, à, giáp ranh với nhau, không sao cả. À, Đạo có mấy mối tình rồi? Dạ, về mối tình thì em có một. Vậy thì bây giờ sau cái mối tình đó, chúng ta rút được kinh nghiệm gì? Thì nói chung thì em nghĩ là yêu chậm và yêu lâu dài thì tốt hơn là yêu nóng vội. Bạn cần điều gì ở người phụ nữ? Em muốn một người phụ nữ nhẹ nhàng, biết suy nghĩ trước sau. Dạ, rồi nói chung là người đó có một cái tấm lòng tốt là ok. Như vậy thì bạn nữ có yêu cầu gì không? Em thì em không yêu cầu nhưng em thích ạ. Những cái mà em thích ạ. Em thích một người thông minh, sống tình cảm. Em đồng ý với cái quan điểm của bạn nam bên kia là có tấm lòng chia sẻ với tất cả mọi người. Em không thích con trai gia trưởng, bà phụ, kém kiệt. Trước đây mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai chị. Mình chia tay cách đây bao lâu? Dạ hơn một năm rồi chị. Thế bạn nam có tật xấu gì không? Em thì nói chung là tương đối nóng nảy. Và cái việc mà kiềm chế cảm xúc thì cũng đáng phải cần cải thiện nhiều chị. Còn tật xấu gì nữa? Em nghĩ là sống cả nể. Cả nể? Dạ, sống cả nể và hơi cả tin. Còn bạn nữ, có tật xấu gì nói luôn cho bạn trai biết. Em rất bất ngờ vì những cái tật xấu của bạn nam giống em. Rất là cảm tính phải không? Dạ đúng rồi, em cũng cả nể. Nhiều khi em hay nói với mọi người là em mất đi khả năng khước từ. Nghĩa là có thể là em thấy điều đấy là không tốt, hoặc là em thấy là việc đấy là thực sự là mình nên dùng, mình nên từ chối. À, nhưng mà em lại... Nếu vậy thì bây giờ chị yêu cầu em hát bài hát để tặng mọi người và chị nghĩ em cũng không thể nào khước từ. Dạ, em xin tặng mọi người một bài hát mà em thường hay hát trên cơ quan ạ. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em sang tay, em xòe tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, chẳng thế nào mà che anh được. Chưa rút sợi thương ấy mấy trăng mái lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng rượn đông mà che mưa anh, nghiêng rượn tây em xòe bóng man. Rợp trời thương ơi mây màu xanh xuân, mà em nghiêng hết mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Riêng quá. Rất là hay. Nghe nó ngọt ngào dễ sợ lắm. Nhìn mặt ô trời em. Giọng nói ngọt quá đi. Dạ. Sợi nhớ sợi thương hả? Dạ. Anh bên đây nó xao xuyến quá, anh lấy luôn hai sợi luôn. Dạ. Ngành thuế mà hát hay quá. Không ngờ luôn hả? Ngày nào cũng tiếp xúc biết bao nhiêu doanh nghiệp vô đóng thuế. Không lẽ không tình cảm nào hết với người nào đó hay sao em?
thực tế nó không vậy đâu anh ạ. À, thấy vào mình nộp thuế mọi người cũng vui vẻ gặp em rồi. Ôi không phải đâu anh, người ta sẽ không vui khi nộp thuế đâu ạ. Nói thế chứ nhiều người nộp thuế vui lắm á, giống như anh cũng, anh ấy Tường đi nộp thuế cười ha 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 luôn. Không, nếu mà anh với chị Tường đi nộp thuế cười, cái này em hôm nào phải nhờ anh chị tới tuyên truyền. Có anh tuyên truyền rồi, anh có khai thuế qua mạng. Em đó. Biết đúng rồi, cái đợt anh quảng cáo cho bên em cũng biết luôn ạ. Thuế quảng cáo. À, mình có mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không, về ngoại hình vóc dáng để chị qua chị xem mặt nè. Dạ, em thích bạn nam cao chị. À, cao từ 1m7 trở lên thì càng tốt ạ. Cao chị dữ vậy, mình đâu có cao nhiều đâu. Em muốn con mình không giống em. À, thay đổi thế hệ phải không? Gì nữa, cao. Em cũng không thích đầu hói đâu ạ. Nhiều người không thích đầu hói quá ta. Hói gì, có chứ ai đâu không thích ta. Đâu vén vén lên coi, che cái mặt tiền cũng vậy. Không hỏi gì. Không hói thì vuốt lên coi. Ây dạ. Bao nhiêu? Em thực ra cao 1m64. 64. Dạ, còn để cải thiện đời sống là chắc là em nghĩ là phải trên 1m7. Dạ. Thôi nó chi thì cải thiện, giờ mình sanh con ra mình cho uống nhiều chất vô ngay từ đầu, dinh dưỡng tốt vô là... thì cao thôi, đúng không? Dạ. Chứ đâu cần thiết phải cha cao con mới cao. Dạ. Không, giống ông hàng xóm vẫn cao được như thường. Mét 64 à? Nhưng mà đẹp trai lịch sự lắm. Được. Tạm nhận về anh đầu tiên như nào? À, thực ra là vừa mới kéo màn lên thì anh khác cũng xa với tưởng tượng của em. Nghĩa là em nghĩ tại cái giọng nói của anh hơi bị khó, em khó nghe. Em nghĩ là chắc anh là một người chắc là có vẻ là khô hơn, nhưng mà nó đã khá hơn rồi. Ừ, anh thì người sống tình cảm lắm. Dạ. Hiện tại là em đang làm việc ở quận... Em từ Thủ Đức. Anh... Thủ Đức hả? Dạ, còn là gia đình ở ngoài, ngoài quê hả? Ngoài quê ạ. Ừ, gia đình anh ở ngoài quê. Dạ. Em nghe hai người rất là nóng tính. Vậy thì khi nóng tính ai sẽ nhường ai? Nóng chắc chắn là em nhường rồi ạ. Tại vì em nóng vậy thôi, nhưng mà thấy người ta nóng hơn là em thôi. Anh ấy cũng có một chút gia trưởng và hơi quyết đoán đấy. À, về cái gia trưởng và hơi quyết đoán thì đây là cái mà em nghĩ là một cái điểm sượng á. Em thấy là mình dễ bị sượng nhau chỗ đấy. Tại vì khi nói là em cũng có nhiều cái em cũng cá tính lắm. Có nghĩa là khi mà em đã tiếp thu mọi lắng nghe, em cũng muốn được là cái ý kiến của em đưa ra đó cũng được lắng nghe. Và mình sẽ gọi là mình đàm phán để sao mà đạt được cái sự ở mức hài hòa nhất. Chứ không phải là em hoàn toàn sai, anh hoàn toàn đúng. Vậy thực sự cái ngưỡng đúng sai ấy, nó nằm đôi khi là nó sự cá nhân, nó không có tiêu chuẩn nào hết đó. Bây giờ bạn trai hãy tỏ tình, nói một điều gì đó thật tình cảm với bạn gái rồi chúng ta quyết định. Thực ra thì anh cũng có cái ấn tượng đầu với em cũng tương đối là tốt. Thì cũng hy vọng là anh em mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thì cùng hôm nay đến đây rồi cũng được quen em, anh rất là vui. Dạ, em cũng có cùng cảm xúc đấy với anh. Hết thời gian. Hết giờ. Rồi, xin mời bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Một. Hai. Ba. Mừng hai bạn. Như vậy là trái tim đã kết nối hai con người lại với nhau. Tặng thêm bạn những cơ hội với những chiếc vé xem phim, các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. À, chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận ở cái chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, hy vọng rằng các bạn sẽ có thiệp mời sớm sớm như chúng tôi. Dạ. Em cảm ơn. Rồi, mời các bạn đi xem phim. Chúng ta không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra, chỉ cầu mong tất cả mọi thứ đều bình yên hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Đó là những gì mà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn đem đến tất cả và quý vị và các bạn.